Làm thế nào để người mới bắt đầu chơi cổ phiếu, quy trình giao dịch chứng khoán cho người mới bắt đầu mở tài khoản giao dịch, hiểu báo giá về cổ phiếu, đấu thầu và yêu cầu kiến thức cơ bản và kỹ thuật về chứng khoán, học cách ngừng thua lỗ, hỏi các chuyên gia, bắt đầu với những cổ phiếu an toàn hơn. How do beginners enter stocks? Process of stock trading for beginners. Open a Demat account, understand stock quotes, bids and asks, fundamental and technical knowledge of stock, learn to stop the loss, ask an expert, start with safer stocks. Làm cách nào để mở tài khoản môi giới? Đây là hướng dẫn từng bước của bạn để mở tài khoản môi giới. Xác định là tài khoản môi giới bạn cần. So sánh chi phí và ưu đãi. Cân nhắc các dịch vụ và tiện ích được cung cấp. Quyết định một công ty môi giới. Điền vào đơn đăng ký tài khoản mới. Nạp tiền vào tài khoản. Và bắt đầu nghiên cứu đầu tư. How do I open a brokerage account? Here's your step-by-step guide for opening a brokerage account. Determine the type of brokerage account you need. Compare the costs and incentives. Consider the services and conveniences offered. Decide on a brokerage firm. Fill out the new account application. Fund the account. Start researching investments. Hiểu về giá cổ phiếu. Một, báo giá cổ phiếu hiển thị trên giá của một cổ phiếu cụ thể trên một sàn giao dịch, cùng với thông tin về cổ phiếu đó. Thông tin này bao gồm số lượng cổ phiếu được giao dịch vào ngày hôm đó, giá đóng cửa trước đó và giá mở cửa gần nhất. Understand stock quote. A stock quote shows the price of a specific stock on an exchange, along with information about the stock. This information can include the number of shares traded that day, its previous closing price, most recent opening price. Sự khác biệt giữa giá dự thầu và giá bán là gì? Giá dự thầu đề cập đến giá cao nhất mà thương nhân sẵn sàng trả cho một chứng khoán. Mặt khác, giá chào bán đề cập đến mức giá thấp nhất mà chủ sở hữu của chứng khoán nó sẵn sàng bán nó. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đang giao dịch với giá chào bán là 20 đô la, thì một người mua cổ phiếu đó sẽ cần đưa ra ít nhất là 20 đô la để mua được nó với giá hôm nay. Và cách gì giá mua và giá bán thì được gọi là chênh lệch giá mua và giá bán. What is the difference between a bid price and an ask price? Bid prices refer to the highest price that traders are willing to pay for a security. The ask price, on the other hand, refers to the lowest price that the owners of that security are willing to sell it for. If, for example, a stock is trading with an ask price of $20, then a person wishing to buy that stock would need to offer at least $20 in order to purchase it at today's price. The gap between the bid and ask prices is often referred to as the bid-ask spread. Kiến thức cơ bản và kỹ thuật về chứng khoán. Các nhà phân tích cơ bản quan tâm đến sự khác biệt giữa giá trị của cổ phiếu và giá mà nó đang giao dịch. Trong khi đó, phân tích kỹ thuật liên quan đến dao động giá, cung cấp động lực cung và cầu của cổ phiếu và cuối cùng xác định giá của cổ phiếu. Fundamental and technical knowledge of stock. Fundamental analysts are concerned with the difference between a stock's value and the price at which it is trading. Technical analysis is concerned with price action, which gives clues as to the stock's supply and demand dynamics, which is what ultimately determines the stock price. Lệnh cắt lỗ là gì? Một lệnh cắt lỗ được đặt với một nhà môi giới để bán chứng khoán khi mà chúng đạt đến một mức giá cụ thể. Các lệnh này giúp giảm thiểu thiệt hại cao nhất mà một nhà đầu tư có thể phải chịu. Vì vậy, nếu mà bạn đặt cắt lỗ thấp hơn 10% so với giá mà bạn mua chứng khoán, khoản lỗ của bạn sẽ được giới hạn ở mức 10%. Trong một ví dụ, nếu bạn mua cổ phiếu của công ty X với giá 25 đô la cho mỗi cổ phiếu, bạn có thể nhập cắt lỗ với giá 22 đô la 50 cent. Điều này sẽ giữ cho khoản lỗ của bạn ở mức 10%. Nhưng nếu công ty X giảm xuống dưới mức 22 đô la 50 cent, cổ phiếu của bạn sẽ được bán với giá hiện tại. What is a stop loss order? A stop loss order is placed with a broker to sell securities when they reach a specific price. These orders help minimize the loss an investor may incur in a security position.
So if you set the stop loss order at 10% below the price at which you purchased the security, your loss will be limited to 10%. For example, if you buy Company X's stock for $25 per share, you can enter a stop loss order for $22.50. This will keep your loss to 10%. But if Company X's stock drops below $22.50, your shares will be sold at the current price. Làm thế nào chọn cổ phiếu của bạn? Và đây là những khái niệm quan trọng cần nắm vững trước khi bạn bắt đầu. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Chỉ cần đầu tư vào những doanh nghiệp mà bạn hiểu rõ. Tránh các cổ phiếu có biến động cao cho đến khi bạn có đủ khả năng đầu tư. Luôn tránh các cổ phiếu giá dưới $3. Tìm hiểu các số liệu và khái niệm cơ bản để đánh giá cổ phiếu. Choose your stocks. Here are the important concepts to master before you get started. Diversify your portfolio. Invest only in businesses you understand. Avoid high volatility stocks until you get the hang of investing. Always avoid penny stocks. Learn the basic metrics and concepts for evaluating stocks. Ok, dưới đây là một số cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mới bắt đầu. Amazon, Google, Apple, Costco, Disney, Facebook, thẻ Mastercard, Microsoft, Tesla, Advanced Micro Device. Here are the a few best stocks for the beginner investor to buy. Amazon, Google, Apple, Costco, Disney, Facebook, Mastercard, Microsoft, Tesla, Advanced Micro Devices Incorporated. Sau đây là những nhà môi giới tốt nhất cho người mới bắt đầu. Merrill Edge, TD Ameritrade, and E-Trade. Best broker for beginners. Merrill Edge, TD Ameritrade, E-Trade. Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn đến với cái kênh YouTube của mình nha. Và trước khi dừng cái video ở đây á, mình cũng có một vài lời khuyên để cho các bạn được thành công trong cái giao dịch chứng khoán ha. Là trước khi muốn thành công thì phải work hard ha, work really hard. Đừng có nhảy vào hết cái tiền mình vào trong một cái chứng khoán hết á. Thì có thể và các bạn sẽ mất tất cả đó. Và coi cái trading này như là một cái business vậy đó. Mình phải học từ nhỏ đến lớn ha, học từng cái chi tiết rồi và phải trading theo cái trending là cái xu hướng của một cái stock khi lên khi xuống. Khi mà stock lên thì mình sẽ mua lên, mà stock xuống thì mình mua xuống đó. Có những cái chia sẻ kinh nghiệm nào thì các bạn đặt câu hỏi rồi mình sẽ làm những video tiếp theo nha. Chào và tạm biệt.